Xin chào anh em. Thì với cái chính sách đăng kiểm hiện nay rất là khó khăn và rất là nhiều anh em đang lo ngại là có đi khi mà độ đèn, nâng cấp đèn, nâng cấp ánh sáng thì có đăng kiểm được hay không. Thì có rất là nhiều cái giải pháp cho anh em để anh em làm độ đèn mà sau này anh em vẫn có thể đăng kiểm được, và bên em có hỗ trợ ngay khi mà cái nâng cấp đèn bên em thì em có hỗ trợ để anh em sau này cái đi đăng kiểm. Đấy. Chẳng hạn như với dòng chóa halogen H4 ấy, thì nâng cấp đèn nó sẽ có cái dòng lắp zin cho những cái chóa đuôi halogen như này, đuôi xoáy vặn vào như này thì anh em chỉ lắp vào thôi. Còn nếu mà sau này có đăng kiểm thì bên em nếu mà không đăng kiểm được hoặc là khó khăn về vấn đề đăng kiểm, bên em sẽ hỗ trợ để thi công trả vé zin cho các bác để các bác có thể đăng kiểm được này. Bi gầm thì lắp đặt zin hết toàn bộ thì anh em có thể vẫn có thể về zin và vẫn có thể đăng kiểm được anh em nhá. Đây, như đây chân Toyota thì bi gầm này dành riêng cho dòng Toyota này. Thì anh em lắp đặt xong, lắp đặt vào vị trí zin cắm rắc. Đấy, anh em muốn trở về zin thì có thể trả quả bi zin này về vị trí zin như nguyên bản. Đấy, hoặc là những cái dòng nó có bi rồi thì mình có thể độ bi vào thêm để có những cái dòng pad chuyên dụng để mà khi mà trả về zin anh em vẫn về zin được nha anh em nhá. Còn đây là như con này là con Vios này, thì con này là chóa dòng chân xoáy bóng H4 nguyên bản, thì bên em độ vào và có chân xoáy vắt trong và không phải có đục khoét gì trên chiếc đèn pha zin này của anh, của chiếc đèn này. Đấy. Ánh sáng cốt cho ra rộng mịn và sắc. Ánh sáng pha có tâm vàng hỗ trợ chiếu sáng xa đi về đêm, về mưa, về sương anh em vẫn thoải mái đi những cung đường mà mình có thể di chuyển. Đấy, hỗ trợ đi trên cao tốc, đi đường đèo núi anh em đều đi được nha anh em nha. Đấy. Cả bi trên và bi dưới đều hỗ trợ hai chế độ pha cốt. Đấy. Anh em có nhu cầu nâng cấp đèn thì hãy ghé qua Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em hỗ trợ. Hoặc nhớ đến em Akala. Cường Akala. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi.